Vâng, xin chào tất cả mọi người đang xem. Lần đầu tiên đến video của mình, Dũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người một ngày mới nhiều niềm vui và chia sẻ với tất cả mọi người. Ngay ngày hôm nay Dũng đã có mặt tại Cẩm Phả, Quảng Ninh mọi người nhé. Thế thì qua cái sự kiện mà anh em trong câu bộ Cẩm Phả đứng lên tổ chức một đấu trường, vé đóng đầu đồng là 1 triệu đồng và số đầu đồng là 88 đồng VIP dành cho tất cả những người anh em nghệ nhân về tham gia các tỉnh khác nhau. Thế câu lạc bộ Trèo Màu Cẩm Phả là được thành lập năm 2014 và trải qua 6 năm. Thì hôm nay là một ngày mà câu lạc bộ đứng lên tổ chức một giải đấu trường lớn nhất của anh em trong câu lạc bộ Cẩm Phả. Và Dũng sẽ quay lại màn hình để đưa lại tất cả những diễn biến của một trận đấu tại Cẩm Phả ngày hôm nay mọi người nhé. Và thay mặt cho anh em câu lạc bộ Trèo Màu Cẩm Phả gửi đến tất cả những người anh em nghệ nhân trên cả nước một lời chúc thân ái, một lời chúc cho tất cả anh em những ngày đầu tiên của năm 2021 nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống mọi người nhé. Thì Dũng sẽ đưa tóm tắt nội dung và đưa lại hình ảnh của những chú chim đấu hay đấu đẹp cũng như trên các cái video trước của mình, và chú chim nào sẽ là đạt giải quán quân tại đấu trường VIP 88 Cẩm Phả ngày hôm nay. Đấy, thì là mọi người xem video thì Dũng cũng mong mọi người xem hết video để có một cái trải nghiệm, để có một cái nhìn nhận nó được sâu sắc hơn. Đấy, và qua video của mình thì mọi người có thấy video hay thì hãy chia sẻ để lan tỏa lên cái niềm đam mê của anh em chúng ta, cũng như đóng góp ý kiến để cho Dũng được xây dựng tốt hơn trong cái video của mình mọi người nhé. Đấu trường ngày hôm nay thật sự là toàn chim khủng, toàn chim hôm nay quá là ok luôn. Dũng có thấy một chú chim nào ấy cất tiếng ché lên và rất nhiều chim nhảy xuống cầu dưới chưa lên được. Đây, khi cất tiếng ché lên là những Dũng nhận thấy là 1, 2, 3 chú chim nhảy xuống cầu dưới mà chưa lên nổi, 6 chú chim yếu kém là phải dừng cuộc chơi tại vòng thi đấu thứ nhất. Và trên màn hình của chúng ta thì Dũng có thấy chú chim mang số báo danh 150 lồng Thái đây ạ. Đấy, lồng Thái này với những nước đánh, nước đấu phải nói là đỉnh cao, đỉnh cao. Chú chim cất rất nhiều tiếng ké và uy hiếp để đánh những chú chim bên cạnh, phải nói là tuyệt vời. Và khi cất được nhiều tiếng ché như vậy thì chú chim có đủ lực để đi sâu hay không? Ta cũng có thấy một chú chim mang số báo danh là 188, áo lồng xanh đây mọi người nhé, đang săn chim để đánh rất là tốt. Và chú chim này thì Dũng rất là quen thuộc. Đấy, và tại giải đấu trường VIP 88 ngày hôm nay, Dũng tin chắc chú chim này sẽ đi rất sâu vào trận đấu ngày hôm nay mọi người nhé. Ui ôi, xem một người ba phê nhỉ. Một bảy ba đánh đẹp thế. Có những con chim không thể đấu.
nó đi như nào cái đấy là việc của nó ấy, nhưng mà nhìn cái nước đấu nó quê ấy. Cho là đi xem phim nhiều lúc là mình cứ nhìn con chim mình cứ đánh là sướng rồi còn cờ lại cái mẹ đấy nhá. Nhìn con chim nó đánh như này thì đúng là thiên thần này. Đây là vòng thi đấu thứ 11 và bắt đầu từ vòng thi đấu này là vòng thi đấu mà siết chặt theo đúng tiêu chí của Hiệp hội Chào mào miền Bắc đưa ra và anh em hội giám khảo Hà Nội áp dụng. Một không sáu là đứng ngoài biên của chúng ta đây là đã được nhắc nhở 2 lần. Một tám tám được nhắc nhở vào bùng lại chơi rồi. Một sáu sáu bên kia màn hình của chúng ta nồng sinh mọi người nhé. Vâng, và chú chim 173 được nhắc nhở thì qua cái video của mình Dũng cũng chia sẻ với tất cả mọi người, chú chim là đánh rất tốt mà nước đấu tuyệt vời luôn. Từ vòng thi đấu thứ nhất cho đến top 20 này là lần đầu tiên được nhắc nhở và Dũng thấy chú chim đánh bung xòe đẹp tuyệt vời. Cho Dũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người rất là nhiều đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để xem mọi người nhé. Chim rất đều, chúng tôi hạ 2 chú chim tiếp tục chạy cuối cùng. Vâng, tại vòng thi đấu này là 2 chim ở dừng cuộc chơi mang số báo danh 173 và 193 là 2 chú chim phải dừng cuộc chơi, và vòng thi đấu này sẽ loại ra 2 chim yếu kém nhất để lấy 10 chim vào top 10. Và chú chim của mình cũng mang số báo danh 183 cũng đang gọi là khá là ổn bên phải màn hình của chúng ta. Chú chim xuống sàn quá nhiều lần đấy, rất dễ nhìn thấy đúng không ạ? Đây là Dũng sẽ chia sẻ với tất cả mọi người về hình ảnh của chú chim đó. Xuống sàn quá nhiều lần. Vâng, và 2 chú chim cuối cùng. 2 chú chim cuối cùng phải dừng cuộc chơi và đây là 10 chú chim. 10 chú chim vào top 10 ngày hôm nay mọi người nhé. Và Dũng xin đọc số báo danh bắt đầu từ bên trái màn hình chúng ta sang bên phải. Bắt đầu chú chim đầu tiên nồng vuông 194, tiếp theo 188 nồng sinh, 183 và 181 và 166. Bên kia màn hình từ bên trái sang 106, 109, 122, 163, 165 và chú chim mang số báo danh 122 được nhắc nhở là gãy rỉa. Gãy rỉa lần thứ 2. Và chú chim số danh 122 chắc chắn phải dừng cuộc chơi rồi. Seri hại trực tiếp. Chú chim mang số danh 122. Vâng, và vòng này chú chim 109 là phải dừng cuộc chơi. Và chú chim mang số báo danh vừa lấy là hại trực tiếp là 122. Vâng, và vòng thi đấu thứ 2 của top 10 bắt đầu. Chú chim mang số báo danh 166 cất tiếng ché. Bộ chú chim thì không được đẹp nhưng mà chú chim lại cất những tiếng ché rất là hay. Chú chim mang số báo danh 183 của mình được nhắc nhở lần đầu tiên về thái độ thi đấu. Vâng, và 183 vẫn được nhắc nhở. Vâng, và chắc chắn là vòng thi đấu là chú chim mang số báo danh 183 phải dừng cuộc chơi. Đó là chú chim của mình mọi người nhé. Vâng, và chú chim 183 và 194 là 2 chú chim phải dừng cuộc chơi. Và đây là vòng thi đấu mà nhạy cảm và gây cấn nhất để loại ra 2 chú chim yếu kém lấy 4 chim vào chung kết. Thời gian thi đấu bây giờ hạn thứ tư 106 181. Vâng, và 2 chú chim cuối cùng
hai chú chim cuối cùng là phải dừng cuộc chơi. Vòng chung kết hay quá, chú chim Dũng có nhận thấy chú chim mang số báo danh 163 săn đối thủ rất tốt. 166 mỏ to lanh rõ ràng. 188 thì lại không có mỏ mọi người nhá. Có rồi. Chuẩn rồi, chú chim 166 vào chung kết đánh rất hay, đang dẫn đầu tại trận đấu ngày hôm nay. Cầu cánh mỏ và 163 cũng rất tốt, 163 săn đối thủ rất tốt. Anh em đừng xùy chim nhá, Còn một phút, hiện tại chú chim 166 đang dẫn đầu. Thứ gì là chú chim 163? Chuẩn rồi, 166 đang dẫn đầu và chú chim 163 là bên này màn hình của chúng ta. Đang so sánh chú chim 166 và 163. Thì về mỏ thì chú chim 166 là rất tốt và săn tìm đối thủ rất ok, còn chú chim 163 ghim chim tìm đối thủ nhưng mà so về mỏ thì lại kém hơn chú chim 166. Ôi, 166 nhất rồi, tuyệt đối rồi. Quá tuyệt vời. Đấy. 166 cất tiếng ché giải nhất tuyệt đối, 166 cất tiếng ché tại vòng chung kết và cầu cánh mỏ rất là ok và giải nhì ngày hôm nay là chú chim 163 đây mọi người nhé. Đấy, và đồng giải ba là của Kinh Môn 188 và 165 là đồng giải ba. Đây là phần quà của top 20 là 10 chú chim xuất sắc nhất đang được anh chủ tịch Thanh Trà Mào và anh em trong ban tổ chức trao quà cho anh em. Xin chúc mừng tất cả anh em đã đạt giải thưởng ngày hôm nay. Chúc mừng em nhá. Một tràng pháo tay chúc mừng cho top 10 của hội thi ngày hôm nay. Giải 3 của hội thi ngày hôm nay. Vâng, và đây là giải 3, xin chúc mừng hai giải 3. Giải nhì thì được anh em trong câu bộ trao quà cho chú chim giải nhì. Xin chúc mừng chủ chim. Một tràng pháo tay chúc mừng giải nhì hội thi ngày hôm nay. Xin được chúc mừng giải nhất ngày hôm nay. Anh có cảm nghĩ như thế nào về đấu trường ngày hôm nay mà anh chú chim của anh đã xuất sắc nhất? Anh cho một tôi lời ý kiến. Trước mắt xin tặng cảm ơn toàn thể mọi người đã đến chung vui với câu lạc bộ để đội giải đầu tiên tổ chức đấu trường tháng 8. Cũng là lần đầu tiên mà không có sự nếu mà có sự sai sót thì các bạn người có thể qua. Trong về cái niềm vui như này thì cũng thật sự là quá vui. Hồi hộp. Vâng, xin chúc mừng anh. Rồi, chúc mừng anh. Chẹt tôi ra nào. Xin được cảm ơn. Tôi thấy anh rất run, rất hồi hộp.
Vâng, xin mời toàn thể các anh em trong câu lạc bộ Cẩm Phả lên sân khấu chụp ảnh. Hình ảnh lưu niệm lại của anh em trong câu lạc bộ thành phố Cẩm Phả mọi người nhé. Còn đây là anh chủ tịch anh Thanh. Anh Thanh giữa màn hình của chúng ta bên cạnh quán quân giải nhất ngày hôm nay rất là tuyệt vời.